Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần trên VOWN. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hãy làm ta uống rượu ra mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Cô dây tơ duyên hai đứa thương tới xa, anh nói mai này em sẽ nó ấm cùng anh, hãy khoan hò khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao, cột dây tơ duyên hai đứa thương quá trời, em đã đem lòng yêu lấy anh hỡi chàng ơi, lỡ mai về xa anh chờ em theo vơi. Chúng ta cùng xem clip về nhân vật bí ẩn số 1. Quả đi cầu, quả đi cầu. Ủa cái này có quả đi cầu luôn hả? Nổ ra trái tim, chữ gì đây? Yêu. Trái tim yêu với thương. Yêu thương, hai trái tim yêu thương. Ủa này là đang thai guốc hay sao á? Bài học đầu tiên. Đội cũng gì đó. Ở trong cái trường học. Đội sổ, cô gái đội sổ. Cô giáo. Cô giáo à? Chắc em đoán là cô giáo. Con nghĩ là vậy. Chị tin em không? Chưa chắc. Nói nhìn thẳng vào mặt chị, may ra tin. Đây em đoán là hai cái guốc cô gái đúng không? Ngoài vũ trụ. Có thay guốc liên tục luôn á. Tự nhiên hai cái guốc vào vũ trụ. Không hiểu. Em thấy không uy tín rồi Kiên ơi. Hộ chị tin em. Có ba cảnh em nói thiệt, chị không tin em. Đầu chết tiên luôn. Là em thấy quả địa cầu phát nổ ra. Thì xuất hiện một cô gái. Sau đó thì cô gái cầm lần lượt hai trái tim đầu tiên là yêu, trái tim thứ hai là thương, rồi xong rồi cảnh thứ hai là cô gái thay guốc, thay giày vậy chị, thay liên tục, thay nhiều màu guốc nhiều kiểu khác nhau. Xong cảnh thứ ba là cô gái mặc áo dài trong chắc là cảnh trong lớp học, đội cuốn sổ trên đầu, xong rồi trên bảng có ghi bốn chữ là bài học đầu tiên. Chị có manh mối này chưa chị? Cảm ơn em, nhiều manh mối phết. Nhưng mà chưa biết thế nào. Cái yêu thương rồi bài học đầu tiên. Hoa hậu Hòa Bình à? Đúng rồi, chắc là Hoa hậu Hòa Bình đó. Nguyễn Túc Thùy Tiên. Quá trời quá đó. À là cái đôi guốc nhiều rồi. Đôi guốc nhiều rồi, đôi sổ chắc là chắc là chị. Liên quan đến nhà tập trang. Cách quốc đó. Đúng rồi. Đây. Đấy, yêu thì thương, chắc là quốc rồi. Chứ yêu thì chắc là người mẫu rồi. Yeah. Chắc là người mẫu ha. Người mẫu hoặc hoa hậu. Nhưng mà cũng chưa loại trừ trường hợp hai bạn này cấu kết lừa em. Không. Chưa, em nói thật mà. Chưa cấu kết luôn. Quá tay. Trời. Nhưng mà những dữ liệu đầu tiên thì cũng hơi khó, nhưng mà biết được khi trình bày song cái với nhau thì em sẽ tìm ra đáp án. Dạ. Thế bây giờ thưa quý vị, xin mời nhân vật bí ẩn số 1. Đã xuất hiện rồi, một nhân vật với một bộ đầm che từ trên xuống dưới hình con bướm đó, cao lắm á chị. Cao đúng không? Nhưng mà nhoi quá thì có khả năng là không phải là ca sĩ, là diễn viên hài hay gì đó. Bướm không bay mà nhúc nhích đó, múa nữa kìa. Quá trời quá đó. Bây giờ với cái phong cách này thì khả năng là ca sĩ là không cao nha. Dạ đúng rồi, đâu có ca sĩ nào giỡn vậy được. Không, nhưng mà có nhiều ca sĩ rất là... Cũng có nhiều ca sĩ giỡn lắm. Ví dụ như Hà Nhi nè. Là chị Hà Nhi đúng không? Hà Nhi đó, rất là vui. Cho nên khả năng là Hà Nhi cũng có thể. Rồi, sẵn sàng chứ nào? Dạ, em sẵn sàng. Bây giờ là phần song ca giữa Hương Ly và nhân vật bí ẩn số 1. Âm nhạc, xin mời. Cứ giờ nhà hết năm nay mà không thấy tôi, mách ba ba mang anh giờ tại tôi thức giấc lúng lúng chờ ai, mong một mai anh tới mang theo điều họ đưa ra. Mai đi tới về chung nhà em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hãy làm ta uống rượu ra. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Cô dây tơ duyên hai đứa thương tới xa, anh nói mai này em sẽ nó ấm cùng anh, hãy khoan hò khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên
bên nhau đời lại vui biết bao. Cột dây to xuyên hai đứa thương quá trời. Em đã đem lòng yêu lấy anh hỡi chàng ơi. Lỡ mai về xa anh chờ em theo với. Sao thấy tình hình sao Hương Ly thân mến? Em thì em nghĩ là có thể ở, bạn này sẽ là ở lĩnh vực khác, không phải là ca sĩ. Không phải là ca sĩ mà biết đâu bạn ấy cố tình thế. Đúng rồi đấy. Cố tình hát hợp đi, cố tình hát kiểu như là như những người mà kiểu hát karaoke thường bình thường đấy, lại cố cố tình kiểu đấy. Đúng rồi đấy đấy đó. Đó. Sướng lắm, bên đây đang sướng lắm, cười cười. Sao Bác Hồ sao? Theo em đó hồi nãy em gợi ý cho chị Ly thì Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Why? Bây giờ chị không nghe nữa rồi. Nguyễn Thúc Thùy Tiên có hát mà, em có biết mà. Thì chị biết rồi, nhưng mê, mà... Mê Thùy Tiên lắm hả? Qua Hồng Hòa Bình mà mình thấy... Mê chứ. Mê chứ. Mê hả? Gái thấy sao? Dạ, con chắc cùng ý kiến với anh Phát là Hoa hậu luôn. Nhưng mà tại sao con nghĩ là Hoa hậu, con nghĩ là diễn viên? Tại vì con nhìn theo clip lúc nãy. À, tức là những gợi ý clip. Dạ. Và cái giọng hát này thì mình đoán là hoa hậu chứ không thể là ca sĩ được. Dạ. Nhưng mà hát vậy là hát hay hay hát dở? Hát vui lắm nha. Đúng, vui lắm nha luôn. Thôi thì như thế này, bây giờ chúng ta sẽ mời nhân vật bí ẩn số 1 mở mặt nạ. Và sau đó chúng ta sẽ có những cái câu hỏi để mà tìm ra cái danh tính của người này. Dạ. Xin mời nhân vật bí ẩn số 1 mở mặt nạ. Ngày hôm nay Hương Ly sẽ rất là khó khăn trong việc đoán nhân vật này. 3, 2, 1, xoay! Nhà không lo làm chuyện lên đây làm gì? Nguyễn Thúc thì gì? Nguyễn Thúc thì hậu. Quen lắm hả Pháp? Quen không chị? Quen lắm chị. Ủa, ơi. Ôi trời trời, chương trình tôi mời toàn những người nổi tiếng không à. Người bên kia bức tường luôn là những người nổi tiếng và được nhiều người yêu thương. Dạ. Bây giờ em có thể hỏi chuyện bạn về đấy đúng không ạ? Ok. Vâng. Chị ơi, em thấy qua lời thuật lại của Pháp với cả Diệu Kiên thì là có phải chị làm nghề giáo viên không ạ? Dạ phải. Em có mở trường. Có rồi chứ. Có mở trường. Cô giáo luôn hả chị? Có mở trường. Nhưng mà quan trọng là mình có con, mình có cho học trường này không? Em chưa con đâu biết đâu. Em chưa con đâu biết đâu. Con em nó không biết học, đòi học trường nào nữa. Em thấy ở trong clip chị có rất nhiều đôi giày các màu sắc. Thì là chị thích theo kiểu người mẫu diễn viên hay là hoa hậu hay như thế nào ạ? Dạ, người mẫu diễn viên ca sĩ hay là giày gì em cũng thích hết. Thôi đừng nói đi, nó không 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 nữa mà. Chứ rồi càng hỏi này càng nhiễu loạn luôn. Gần đây cái chị đó mở lớp học á chị. Chị cứ căn cứ vô đó. Thật á? Rất là hot trên mạng xã hội luôn chị. Vấn đề nằm ở chỗ là bé ơi. Dạ. Em có biết bên người mẫu em đã từng biết những cái tên nào không? Không, không để ý lắm ấy ạ. Chứ em để ý gì? Em để ý con em, gia đình em. Đùa chứ thật, tại vì em cũng rất là ít lướt mạng xã hội, thật sự luôn đấy ạ. Vậy hả? Dạ vâng. Tức là em nhìn mặt thì em biết, em quen nhưng em không nhớ được tên. Rồi, sao thua? Thôi à? Mình quen nhau dữ lắm. Vậy mà không có đánh ngang người ta. Dần. Trời. Hỗ trợ nha, cái này là cái gì? À, Vương Miện ạ. Ai đội? À, Hoa hậu ạ. À, thế là Hoa hậu. Mình Hoa hậu, bớt điên, bớt khùng lại. Trời ơi là trời. Đó, thông tin như vậy rồi còn đòi gì nữa. Đây là Nguyễn. Nguyễn Thúc Thùy Hậu. Mình có thể liệt ra mà. Tên có 4 chữ luôn. Có 4 chữ luôn. Đúng rồi. Hoa hậu mà chị. Thế thì là Nguyễn Thúc Thùy Tiên rồi còn gì. Vui tính lắm, em nói thiệt, vui tính lắm. Vui tính thì đúng là Nguyễn Thúc Thùy Tiên rồi. Vui lắm nha. Vui dữ lắm luôn. Thế thôi em chốt đi ạ. Chốt đi ạ. Vâng, em chốt. Đây chính là Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Anh nhạc, xin mời.
rời nhà. Hết năm nay mà không thấy tôi, mách ba bà mang anh giờ. Đời tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai ạ. À, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa gió. Mai đây ta về chung nhà, em sẽ lo trong dầu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày. Đời vui lắm nha, cuộc dây tơ duyên hai đứa thương tới già. Em nói mai này em sẽ no ấm cùng anh, hãy khoan hò khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao, cuộc dây tơ duyên hai đứa thương quá trời. Em đã đem lòng yêu lấy anh ơi chàng ơi, lỡ mai về xa anh chờ em theo vợ. Giạt rào giạt thăm ruộng đồng, ruộng bao la lúc thơm là em thương bấy nhiêu anh hơn. Ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha, cuộc dây tơ duyên hai đứa thương tới già. Anh nói mai này em sẽ đón cùng anh, hỡi khoan hò khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao, cuộc dây tơ duyên hai. Em đã đem lòng yêu lấy anh ơi chàng ơi, lỡ mai về xa anh chờ em theo vơi. Như vậy là Hương Ly không thể đoán ra được đây là hoa hậu Khánh Vân. Why? Why? Em trời ơi, đấy em nhìn là em biết ngay rồi, em không thể nhớ được tên anh ạ. À, trong cái lúc đấy em liệt kê cho anh đấy. Em nhớ cái tên quen nhất em gửi cho chị rồi đó. Và em phải giữ cái định kiến từ đầu. Em mới là thầy chị đó. Thật sự luôn. Em biết ngay mà, nhưng chẳng có lúc đấy em không thể nhớ được, cho nên là em phải theo đấy chứ. Em biết là lừa em mà. Bé đó em thấy giúp Ly dữ lắm luôn á, nói là chị này giọng này hát karaoke rồi thôi mà đúng. Em chỉ hát karaoke thôi. Dạ, yeah, cho nên là em nghĩ là Ly sẽ đáng ra em. Bởi vậy em giận. Yeah. Thôi đừng giận mà. Thưa quý vị, chúng ta sẽ nhớ lại clip nhé. Đầu tiên clip thì có một cái quả địa cầu, đó là gì ạ? Chinese Universe. Yes. Yeah. Sau đó là bài học đầu tiên là đứng thẳng người và đội cái sách lên để mà bắt đầu đi catwalk. Đúng. Đúng rồi. Rồi cho nó thay nhiều giày đó. Trái tim yêu thương. Hai trái tim. Đây là cái hình cuối cùng trong clip nói về hoa hậu Khánh Vân, đó là đám mây xanh trên bầu trời lơ lửng. Ý nghĩa là gì? Dạ mây là Vân ạ. Đã... em không có chỉ chị Ly cái phần cuối đúng không? Em không chỉ em thiếu không, à? Không chỉ đám mây. Nhưng mà nãy em gợi ý là nhiều nhất là thay guốc á. Thôi đi. Chị ở dưới này chị đứng chị thấy em chị tức dữ lắm á. Thôi, hôm nay xóa số đi nhá, không liên lạc gì nữa đâu. Thật sự luôn đấy. Thôi em à, em đừng có đổ lỗi cho một người khác. Lỗi đầu tiên là thuộc về chính mình. Vâng, em nhận lỗi của em. Nhưng wow, mà hại em là đúng. Khó. Là sự thật anh ạ. Thật sự. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOWN.